Trong khi giao tranh giữa các bên vẫn ác liệt, người phát ngôn Hạ viện Nga nói rằng Kyiv sẽ phải đầu hàng theo các điều kiện của Moscow, hoặc Ukraine không còn tồn tại như một nhà nước. Reuters dẫn thông tin từ Kyiv hôm nay, 25 tháng 9, cho biết cảng Odessa ở phía nam Ukraine đã bị tên lửa Nga tấn công trong đêm qua. Các cuộc oanh tạc đã phá hủy các kho ngũ cốc, vốn là nơi trữ gần 1.000 tấn ngũ cốc của Ukraine. Theo phía Kyiv, kể từ tháng 7, khi Moscow rút khỏi thỏa thuận cho phép xuất khẩu nông sản qua các cảng ở Biển Đen, Nga đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu. Ngũ cốc của Ukraine ở các tỉnh phía nam gồm Odessa và Mykolaiv. Bà Natalia Gumeniuk, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy quân sự miền nam Ukraine, cho biết Nga dường như đang cố gắng kiểm tra mật độ phòng không của Ukraine. Theo bà, Moscow hiểu rằng cơ sở hạ tầng cảng là ưu tiên hàng đầu của Kyiv. Do đó, đây là lý do tại sao cuộc tấn công được tiến hành trên quy mô lớn bằng nhiều phương tiện kết hợp. Cũng trong ngày 25 tháng 9, Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng cuộc tấn công của Nga vào Odessa ở miền nam Ukraine là một nỗ lực trả đũa. Bộ này cho rằng Điện Kremlin đang đáp trả việc Ukraine oanh tạc trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga trên bán đảo Crimea hôm 22 tháng 9. Tại thành phố Kupian của tỉnh Kharkiv, cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine ngày 25 tháng 9 tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã đẩy lùi một nhóm quân Nga ra khỏi một khu vực sát biên giới, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin. Theo báo cáo từ Kyiv, một số quân Nga đã bị lính bắn tỉa Ukraine loại bỏ. Ngoài ra, binh sĩ Ukraine đã khai hỏa xe tăng và súng cối và chặn đường rút lui của quân đối thủ. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời một quan chức thân Nga ở khu vực hôm 25 tháng 9 nói rằng nhóm chiến đấu Dnipr của Nga đã xóa sổ hai khu vực Ukraine đang kiểm soát ở tỉnh Kherson trong ngày trước đó. Ông Vyacheslav Volodin, người phát ngôn của Duma Quốc gia Nga, Hạ viện Nga, ngày 25 tháng 9 nói rằng Kyiv sẽ phải đầu hàng theo các điều kiện của Moscow, hoặc Ukraine không còn tồn tại như một nhà nước, TASS đưa tin. Theo ông Volodin, phương Tây đã bắt đầu xem xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến tiêu hao và đầu tư số tiền khổng lồ vào việc quân sự hóa Kyiv. Tuy nhiên, ông nói rằng phương Tây đang gặp phải tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược khiến người dân mất lòng tin. Ngoài ra, cuộc phản công thất bại của Ukraine đã tạo ra thêm nhiều vấn đề cho Kyiv và đồng minh. Theo ông Volodin, các yếu tố trên cộng thêm một số vấn đề phát sinh đã nói lên một điều rằng Ukraine sẽ không còn tồn tại như một nhà nước, trừ khi Kyiv đầu hàng theo các điều khoản của Nga. Các luật sư nhân quyền phối hợp với Văn phòng Tổng công tố Ukraine đang chuẩn bị hồ sơ để nộp lên Tòa án Hình sự Quốc tế, ICC, trong đó cáo buộc Nga cố tình gây ra nạn đói trong một cuộc xung đột vũ trang, theo tờ The Guardian. Theo nội dung báo cáo, mục đích của hồ sơ là ghi lại những trường hợp quân Nga sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh. Hồ sơ nêu rõ rằng việc vũ khí hóa thực phẩm đã diễn ra theo 3 giai đoạn. Các giai đoạn được đề cập bao gồm những thời điểm người dân ở các thành phố bị Nga bao vây Ukraine không thể tiếp cận lương thực và việc Moscow từ chối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc khiến Kyiv không thể xuất khẩu nông sản. Ở một diễn biến khác, đài CNN ngày 25 tháng 9 dẫn lời Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết ông đã chuẩn bị các hành lang để cho phép ngũ cốc của Ukraine được chuyển qua lãnh thổ Ba Lan để đến các quốc gia có nhu cầu. Những bình luận này đáng chú ý bởi chính phủ Ba Lan trước đó đã cùng với Hungary và Slovakia áp đặt lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc giá rẻ từ Ukraine nhằm bảo vệ nguồn thu của nông dân các nước này. Quyết định mới theo sau các phát biểu trước đó của Ursula, trong đó cam kết Ba Lan vẫn sẽ giúp các chuyến hàng đến đích cuối cùng. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.